Vùng nuôi tôm xã Hưng Hòa, thành phố Vinh hiện có 40 hectare nuôi tôm thẻ chân trắng. Mặc dù giá tôm vụ đông thường cao hơn nhiều so với các vụ chính, tuy nhiên diện tích thả nuôi chưa đến 20 hectare. Thì vừa rồi gặp bão lụt đây thì tôm đẹp cũng mất nhiều đấy. Vì mưa nhiều đấy nó bệnh, nó ngọt được nó bị hồng thân cái các thứ. Tôm nó ít bật mối, nó chậm phát triển hơn, kéo dài ngày hơn. Ví dụ chẳng hạn nuôi vụ chính khoảng 3 tháng, vụ đông thì phải 5-6 tháng. Nuôi tôm vụ đông thì thuận lợi là về giá cả, còn khó khăn thì tỷ lệ sống đạt thấp, mùa đông là rét. Cho nên nó tỷ lệ đạt thấp lắm, được khoảng 50% so với vụ chính. Vụ đông, thời tiết thất thường nên nhiệt độ xuống thấp, môi trường và nhiệt độ trong ao nuôi thay đổi đột ngột, dễ tác động đến nguồn nước, làm con tôm khó thích nghi, tăng trưởng kém, miễn dịch giảm nên rất dễ bị nhiễm bệnh. Như gia đình ông Phạm Văn Sơn, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, mặc dù đã đầu tư nuôi công nghệ mới, nhưng ông vẫn rất lo lắng khi đầu tư nuôi tôm vụ đông. Vụ đông thì không có thuận lợi đâu, rành là khó khăn hết. Nhưng mà nếu mà nuôi được tôm là cái giá nó cao hơn vụ chính, nó hay bị nhiễm bệnh. Đầu năm là 3 lần là bị EHB, phải xử lý hồ hết mất nhiều tiền lắm, hết khoảng 40-50 triệu rồi. Mặc dù nuôi tôm vụ 3 cho thu nhập tốt hơn nuôi tôm vụ xuân hè, nhưng không phải ai cũng nuôi được do đầu tư chi phí lớn, nhiều rủi ro, nên chỉ những vùng đảm bảo điều kiện tốt mới có thể thả nuôi. Do vậy, vụ nuôi này thường chỉ chiếm khoảng hơn 50% diện tích toàn tỉnh. Ngoài yếu tố thời tiết bất lợi, thì bà con vẫn rất lo ngại dịch bệnh, nhất là thời gian vừa qua liên tục xuất hiện các loại bệnh lạ, bệnh mới trên tôm nuôi. Đứng trước những cái khó khăn như vậy, thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn trong thời gian qua đã có một số cái định hướng để chỉ đạo. Chỉ đạo thứ nhất đó là vấn đề là quy hoạch các cái vùng nuôi, đảm bảo an toàn sinh học, triển khai các cái quy trình công nghệ nuôi mới. Đặc biệt là trong nuôi tôm, chúng tôi hiện nay đang tập trung chỉ đạo là nuôi tôm 3 giai đoạn, 4 giai đoạn. Và đầu tư cái việc là nuôi tôm ở trong các cái nhà lưới, nhà kính. Thì như vậy là chúng ta sẽ khống chế được cái dịch bệnh và tăng cái hiệu quả. Bên cạnh khuyến khích hỗ trợ đầu tư nuôi công nghệ mới, nuôi nhiều giai đoạn, thì ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo người nuôi nên chọn khu vực nuôi tôm vụ đông phải là vùng chiều cao để tránh ngập lụt, đảm bảo độ sâu ao, chú ý đến thời tiết, con giống, kiểm soát dịch bệnh thật tốt thì mới mang lại hiệu quả.